lại tiếp tục một buổi sáng, và buổi sáng này là buổi sáng cuối tại Nagoya. Mình đã có thêm một xíu xíu kinh nghiệm đấy. Trên đường đi, đường tiếp theo này các bạn, con đường thân quen. Trong những lần đi lạc, được chưa ta? Đi được đúng không? Ở đây có một cái văn hóa, bây giờ mà mình mà đang ở trong cái làn này á, mình đi bộ á, là mình có đi chậm cỡ nào thì xe cũng sẽ dừng, không có đi đâu các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà mình mà đi khác cái làn này á, tụi nó ghét lắm, họ sẽ chửi á các bạn. Mình đi sai, nhưng mà riêng mà đi đúng ở trong cái làn đó thì vô địch thiên hạ. Ừ, nghe chưa? Bây giờ mình đã tới địa điểm rất là đẹp, và bây giờ mình sẽ biểu diễn cho mọi người tiết mục ảo giác. Wow, xoay bóng. Ừ. Đấy. Đây thì chắc là cũng sẽ tranh thủ chụp hình một tấm ở đây để làm kỷ niệm. Vừa mới bảo tàng này các bạn, ở đây thì nó có một cái khuôn viên nhìn cũng khá là thơ mộng. Ôi, không khí se lạnh lạnh buổi sáng, hoa lá, nhưng mà mùa này thì nó chưa có gọi là lá đỏ, lá hiện tại đang hơi vàng vàng, vài bữa nữa đỏ xuống thì chắc là mình nghĩ nguyên cái con đường này nó lá nó sẽ hơi rụng xuống khá là đẹp. Ôi, nhìn cây cối tự nhiên thấy thích quá đi. Đây là một hình đôi cánh thiên thần để chụp cái view ở đây, và hình như đây là công trường đang thi công rồi các bạn. Có tàu điện này. Nhưng mà hình như là chủ nhật thì mình cảm giác đời sống họ đang nghỉ ngơi thì các thứ không thấy làm nhiều. Đó, chờ cái bảo tàng chắc cũng phải tới giờ thì mới được vào xem. Thì trên tinh thần là biết được cái bảo tàng. Nhiều cảnh quá. Nhưng mà thấy cảnh như vậy là quá đẹp rồi. Bây giờ thì trên đường đi tới công ty em quay, nhưng mà thấy những cái bức đền chùa gì đấy rất là hay quá, nên là mình cũng ráng nén lại để tham quan chia sẻ cho mọi người. Là cái đợt ngày đầu thì mình cũng đi rồi, ngày thứ hai của mình ở đây. Ý, rất là hay quá. Mình sẽ xin ké chụp tấm hình với ở chùa này. Rồi. Em quay để các bạn ơi. Giờ mình sẽ thử đi tìm hiểu em quay nó ở đâu. Phòng Phaito cà phê này các bạn. Ok, lát nữa sẽ thử uống nước luôn này. Rồi. Đây rồi, em quay đây rồi các bạn ạ. Tới rồi. Tới rồi mà nó đóng cửa rồi. Xui. 1 giờ mới mở. À, ở đâu? À đây này. Rồi rồi, mình có thấy cái số 11 giờ ở đây và 20 giờ. Ham dậy sớm chi rồi cuối cùng là không được. Ok, biết chỗ rồi nha các bạn. Và bên trong thì mình cũng có thấy rất là nhiều cái sản phẩm. Lát nữa cũng sẽ tới, yên tâm. Rồi bây giờ sẽ đi tiếp theo hành trình đi chơi đây. Sau một hồi đi em quay không được thì mình đi cửa hàng tiện lợi và mình mua được một thứ đó rất là hay. Umbala Coca 1, 2, 3. Chiu. Hay không các bạn? Và một ly nước tăng lực bình chai. Không uống thì đậy nắp lại. Và mình đang chờ anh em ở đoàn để đi tiếp hành trình đi du lịch thành Nagoya. Ngày hôm qua mình chưa vào, và sau tới là chùa Quan Âm các bạn ạ. Rồi, hơi buồn nhưng mà mình sẽ ráng tranh thủ để tới được em quay sớm nhất để thực hiện một cái lý tưởng của mình. Chỉ bây giờ một, mình sẽ nghe hướng dẫn viên nói về thành cổ. Không có ý nghĩa quyết định đến các cái chính sách, đến vận mệnh quốc gia. Và cái giai đoạn đó thì là do các samurai nắm quyền nhất, thì đó là chính là ông
Tokugawa Ieyasu là người lập ra thời kỳ samurai. Và cái lâu đài Osaka, lâu đài Nagoya, xin lỗi ạ, và lâu đài Nagoya bây giờ mình tham quan đó là do chính ông Tokugawa, người sáng lập ra cái thời kỳ võ sĩ đạo, xây dựng, và mục đích xây dựng để cao, và bức tường thành thì cao, hào thì sâu, và bao quanh giống như là cái hồ này, nhưng mà nó chính là cái hào. Và phải vượt qua hào, và vượt qua cái hào. Việt Nam mình cũng vậy mà. Và trời. Để trái đúng rồi, để trái. Vâng, bây giờ đang là 10 giờ 10 rưỡi rồi, chúng ta sẽ tham quan đến 12 giờ, và 12 giờ thì quay ra bãi xe, có mặt ở bãi xe. Đây chính là thành cổ Nagoya, cái thành mà ngày hôm qua Harley đã đi ở ngoài rìa. Và trên cái con đường này đi thì Harley sẽ phải mang theo mấy cái đồ nghề để quay thêm một xíu clip. Cuối cùng thì cũng được vào trong cái thành cổ. Thành cổ là như vậy đó. Thành ngoài thì đã hôm qua đã xem. Giờ chỉ chờ. Hiện tại thì theo như thông báo thì mình thấy là đoàn đang bảo là hiện tại thì thành cũng đang trùng tu, nên là có một số điểm là không thể vào, chỉ tham quan ở phía ngoài. Thì cũng ráng xem thử coi có gì vui. Ok. Cảm nhận thì lượng khách du lịch khá là đông. Và mình sẽ ráng nhìn thấy cái đoạn này đẹp các bạn. Ồ, cái view này thì khá là nhật. Mà đứng ở giữa đó thì mới ngầu ạ. Nhưng mà hình như là cấm các bạn ạ. Thôi không sao, thì cứ tham quan thử bên trong. Thế mình thấy số lượng người đông vào được thì chắc là cũng không thành vấn đề. Đấy là view tham quan ở phía ngoài. Đấy, có anh samurai đang ngồi nói chuyện với fan hay sao. Đấy cũng khá là vui. Mọi người cũng phải xếp hàng nha các bạn, tới lượt để ấy. Còn ở đây thì mình thấy mọi người cũng đang xếp hàng, cho nên là cũng ráng xếp theo coi có cái gì vui, để phần 2 sẽ rõ. Đây chính là cái đầu tiên của mình. Như ở đây là cấm quay phim chụp hình, nhưng mà ráng quay lén các bạn. View khá là đẹp, để lát nữa mình sẽ sử dụng phiên dịch để coi. Và địa điểm ở đây, chỗ này là cái số 2. Cái số 2 này thì nó cũng đẹp quá. Mình cũng thấy cái bạn này chụp, mình là mình ráng mình chụp theo. Wow. Đây chính là những bức tranh vẽ này các bạn. Wow, nhìn khá là đẹp quá các bạn ha. Vẽ rất là kỳ công. Ồ, để có những bức tranh như thế này thì ở đây nó cũng sẽ có một cái chữ, nhưng mà đọc không được. Nhưng mà thôi, cũng ráng coi thì coi có cái gì hay. Đây thì 30 năm, năm 92. Và bây giờ thì điểm tham quan tiếp theo mình sẽ đi theo. Đây là tiếp tục cảnh quay. Những bức hình ảnh view số 6. Và thôi cứ cố gắng đi tham quan tiếp các bạn ạ. Để ý thì mình thấy nhiều người Nhật họ quay chụp lắm, cho nên là mình cũng sẽ ráng quay thôi, có gì đâu, người ta còn làm được nữa đó. Thì mình cũng sẽ có cái câu chuyện để nói ha. Hiện tại thì mình thấy có cái view này rất là rộng các bạn. Wow, rất là thú vị. Nhìn ưng quá.
Bây giờ lại tiếp tục một cái chỗ đây, chắc là nghệ thuật thưởng thức hoa của tất cả người Nhật này các bạn. Trong phủ thì lúc nãy mình đi thì nó sẽ có rất là nhiều cái phòng ngủ, phòng vua, phòng chúa rồi các thứ, rồi xong rồi tới phòng bếp luôn. Và mình thấy cái phòng hoa này thì giống như là cái gì đó rất là thú vị ha, nó khá là đẹp, ưng lắm. Mình và hai chị, anh chị đã đi qua đây phỏng vấn xíu. Anh Đạt, cảm nhận của anh khi mà đi tham quan ở trong phòng vua chúa? Lần sau đi lại anh sẽ mặc đồ Spider-Man. Rất là chất. Còn chị Thơ? Chị cảm thấy là mình nghèo lắm, vua chúa giàu vãi luôn, mình quá nghèo. Ô cái góc kia đẹp kìa mọi người. Ê Đạt ơi. Đạt. Đấy, góc này quay clip kìa. Rồi ok, để Harley cùng nhau quay. Ý, có Đoạt rồi. Có chị Trang là quá xịn rồi, không cần phải ai nữa. Đây này các bạn. Yeah. Hiện tại thì đang địa điểm thứ hai, đó là chùa nha các bạn. Chùa. Chùa ở đây thì cũng có một cái hay, đó là khi mà mình vào chùa thì mình sẽ rửa tay. Và ở đây thì người ta sẽ bảo là rửa tay trái trước, xong tới tay phải, sau đó súc miệng hay gì đấy. Thì đó là một cái quan niệm của tín ngưỡng, thì người ta sẽ nói là tội lỗi thì do là đôi bàn tay và đến từ miệng. Đó, thì đó là một cái giúp cho mình tĩnh tâm, và sau đó thì mình phước lành ha. Vừa rồi thì mình thấy nghệ thuật đường phố ở đây và mọi người múa dù cũng khá là hay, cũng có một số cái ý tưởng mới để ráng làm. Ở đây thì có một cái phong tục rất là hay, đó là mình sẽ ném xu, mục đích đó là làm cho mấy vị thần có thể nhớ được cái tiếng, xong rồi là nghe được những cái điều mà mình ước nguyện, thì mình cũng sẽ thử như các bạn. Ở trên này thì nó sẽ có những cái làn, mình sẽ cố gắng mình thử luôn. Ba lần không cho được giấy nào, không khác liền xu rồi đó nha. Wow, rất là xịn nha các bạn. Đây, và rất là vui nha các bạn. Đây là một cái phong tục rất là hay. Ở đây nếu mà như mấy cái làn này không vô được thì là ném lại cũng được nha các bạn. Và sau đó thì mình sẽ có những cái tiền, cái sứ nha các bạn. Mình phải mua nha các bạn. Đó, mua có cái giá trị tiền. Rồi bây giờ cùng nhau thử tham quan thêm những cái địa điểm đẹp ở đây. Yeah. Ở đây thì mình cũng sẽ phải hỏi anh hướng dẫn viên để anh tư vấn thêm một xíu. À đây. Mình nói là nghi thức các bạn. Đó. Nghi thức này là rửa tay trước rồi xong rồi các thứ. Rồi các vị thần. Đó là cầu nguyện. Wow. Và sẽ cầu nguyện các thứ rồi nha. Anh chị em nào muốn thắp nhang thì mình được. Ok. Đây chính là đền thờ chính này các bạn. Thần tượng Phật các thứ. Và bên cạnh đó thì trước khi được vào thì mình sẽ có những cái cảnh này các bạn, hình ảnh chùa, những nhà truyền giảng. Ok, đó là những gì mà ở trong chùa nha các bạn. Thì mình vẫn thích giao lưu những người bạn ở Nhật, cho nên là muốn xem thử cái bài diễn ở đây. Và hy vọng là sẽ có những cái hình ảnh rất là đẹp về Nhật để các bạn. Wow. Rất là đẹp các bạn ạ. Mọi người đang múa cái cờ. Có
còn cái quạt á, mong muốn dùng cái quạt được không? Sau đây là bữa ăn trước giờ diễn, và sau đó mình sẽ đi đến tới em cùng nhau xem nha. Sau khi ăn xong thì mình sẽ đi bộ một mình và quyết tâm phải đến được em quay bằng mọi phương pháp và giá. Và sau đó nếu như mà có sự cố về ngôn ngữ, mình sẽ gọi điện Zalo cho người hướng dẫn viên, họ sẽ trao đổi và để giúp cho mình hiệu quả hơn. Và anh ấy thì đang bận công việc đấy, và em quay thì nó ở đây. Ui, con đường em quay càng ngày càng gần các bạn ơi. Bây giờ chỉ là một cái đèn đỏ nữa. Ở đây thì là đèn đỏ nó sẽ khác ở Việt Nam một xíu, là không có thời gian. Và bên cạnh đó thì là cứ chờ tí tí rồi chạy thôi. Đấy, cố gắng. Thời tiết hôm nay thì khá là mát mẻ hơn so với ngày hôm qua, nhưng là cũng ổn đấy. Và bây giờ hãy cùng nhau chờ Harley khám phá hết cái tòa nhà của em quay có gì đặc biệt. Đây chính là em quay nha các bạn. Review thôi. Đây thì nó sẽ có mỹ phẩm, thuốc chi, sinh dưỡng, các loại so này các bạn. Đấy. Ở đây thì nó không cho quay các bạn ạ, nhưng mà ở em quay nó cũng có bán một số cái loại dầu dinh dưỡng này các bạn, trà, cà phê đầy đủ, nước súc miệng, ok, nước mấy đồ ăn, nước tương này các bạn, ok. Mình sẽ cùng nhau khám phá cái nồi của em quay 3 tầng này các bạn. Đã giá của nó là đâu đấy khoảng 1,148,000 yên, cũng khá rẻ các bạn ạ, mấy trăm thôi ạ. Nồi em quay đây 16,000 yên. Đây thì là thang bộ lên lầu 2, và những cái hay của em quay thì nó cũng là lịch sử thôi, địa lý đầy đủ. Ở đây thì nó có lò sưởi hơi ấm các bạn ạ, máy lọc không khí, đồ dinh dưỡng, khá là hay. Và bên cạnh đó thì cũng là đội nhóm sinh hoạt, và sau đó thì là có những cái phòng đi bộ này đó, phyto cà phê. Ngoài ra thì mình cũng có thể view rất là đẹp ngồi uống phyto đây nha các bạn. Ở đây thì là thử cảm giác hồi và ngắm được cái view tòa tháp FE, khá là ok. Để lát nữa mình sẽ order thử một ly nước phyto. Bây giờ lên lầu, đường đi lên lầu, ở đây lầu sẽ có những tầng như thế này nha các bạn. Tầng dưới thì là bán hàng, những cái tầng trên này thì để coi nha. Hello, tầng về dinh dưỡng sức khỏe. Quầy trải nghiệm đồ ăn này các bạn. Ở đây thì ở đây nó có cái sự live stream này các bạn, thi đua thành tích này, cũng hay quá ha. Bấm máy thi đua phong trào. Ngoài ra thì có những cái phòng, cái này là trang trí thôi, để coi quầy đồ ăn. Chúng ta có thể vào xem mình thấy không, mấy những cái sản phẩm em quay này, nồi niêu xong chảo đầy đủ. Lát nữa mình sẽ mua thử một cái về chơi gì đó.
đi tới lầu tiếp theo cùng nhau khám phá. Đây là phòng kinh doanh. Hello, xin chào. Nhà vệ sinh, để coi thử nhà vệ sinh nam thì nó sẽ có gì đặc biệt ha. Đây hàng này, hàng miễn phí này các bạn, nước rửa tay này, hay quá, hay quá. Em quay nó có cái wow, rửa bằng tia hồng ngoại hay gì này các bạn. Đã quá, thơm. Ok rồi, không có gì đặc biệt. Mình sẽ lên thử tầng 5 nữa, tầng cuối của anh quay rồi. Hy vọng nó có cái gì hay hay, không làm việc tầng xuống tầng 1 luôn. Đây là phòng họp này các bạn. Chắc là lát nữa mình sẽ đi thang bộ. Ở đây chắc cũng không có gì. Thấy nguy hiểm quá, thôi đi, sợ ma. Ok. Nhưng mà mình đã có một phương pháp, đó là mình sẽ bấm thử. Bấm thử thằng nào. Thằng nào không được rồi. Đó là chắc là dành cho nhờ ấy. Chắc vậy quá. Rồi cứ bấm thử coi sao. Lên đường này các bạn. Lên đường 5 năm luôn. Không biết lên xuống nổi không nữa. Đây là phòng họp. Đó, phòng A. Ở đây thì phòng meeting các bạn ạ. Rồi, ok, đi về. Chứ ở đây thì mình không có được tùy tiện mở cửa. Ở đây thì có cái máy gì bụng này. Không biết là có phải đồ của em quay không. Ok, xuống lầu 2 order Lee Phyto. Xong rồi mua một ít đồ. Anyway, vậy thì hóa ra là ở Nhật thì nó cũng không khác gì ở Việt Nam mấy. Chỉ khác là có cái chảo và có mấy cái bếp điện ở ngoài. Ok, để thử nữa nha. Vậy là mình đã order xong một ly giá 700 này của các bạn Anyway. Và sẽ chờ nó như thế nào nha. Ok. Được thối xu này nha. À, chờ thứ tự. Sẵn thì cũng có thể đọc mấy quyển sách. Sách ở đây chắc không phải của em quay. Nãy mình đã đi. Thôi, vậy cũng được, không sao. Đây hình như là có đồ miễn phí. Mình sẽ coi được. Mình nghĩ là đồ miễn phí cho nên là mình cũng sẽ thử. Tại vì lúc vừa vào mình cũng có quan sát có người họ để như vậy, họ bỏ vô. Đó. Cùng lắm thì uống thì trả tiền thôi chứ có gì đâu. Nè. Và đây chính là một ly nước miễn phí của em quay. Ở Nhật kiếm cái gì miễn phí khó lắm. Nhưng mà kiếm mấy cái đồ em quay mà uống miễn phí vậy thì quá tuyệt vời. Trời ơi, tự nhiên cái khỏe như trâu vậy đó các bạn. Quá dữ luôn. Rồi, bây giờ chờ tới lượt lấy hàng. Hơi lâu quá các bạn ạ. À, đây có mấy cái ống hút không mà không phải của em quay. Ok, không sao. Nay mình có vào lại thì mình thấy có cái máy sấy này các bạn. Wow, máy hút bụi hay gì đó. Máy lọc nước thì xuất sắc rồi. Ở đây thì có mini này. Để lát nữa mình sẽ mua thử cho các bạn coi ha. Thì kem đánh răng, nước xịt miệng. Mấy cái đứa này ở đây chắc là cũng uống được là mì Ý này các bạn. Wow, mì Ý có tài em quay. Rồi, 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 tới công chuyện luôn rồi. Vô, dứt luôn. Ở đây thì mấy cái đồ chùi rửa thì bình thường quá. Ok, mình sẽ đi mua. Đây có bàn là sao? À, nó quảng cáo demo thôi. Ok, một gian hàng không thể thiếu của Harley đó chính là nước IKEA. Đi. Mình sẽ mua mỗi thứ một loại về cho mọi người xem với cái dinh dưỡng em quay. Haha, cố gắng.
đây thì nước cái ghép nó sẽ có ghi những cái dạng giá này các bạn. Ok, thì lát nữa mình sẽ thử coi có nước cái ghép giảm cân này, đốt mỡ bụng này các bạn. Ừ, là uống chắc uống mấy thế này. Uống cái ghép mà giảm cân, ôi trời ơi, đốt mỡ thì quá xuất sắc ha. Ok, let's go, mua thôi. Mình gọi điện cho mấy anh kia không được thì thôi, mình cứ nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể và cô này hiểu. Và bây giờ là giúp mình mua những sản phẩm em quay này. Quá tuyệt vời, mã số của em quay. À, cả thẻ như vậy cho các bạn. Nó hơi cồng kềnh một xíu nhưng mà cũng xử lý cho mình được. Nhưng mà cái túi này thì mua là cũng phải tính tiền nha. Đó. Xong rồi những cái sản phẩm này á, là mua thì sẽ là cả thẻ. À, cứ cả như vậy đó. Chứ nhân viên không ai cà hết. Wow, thank you so much. Đấy. Là mỗi tuyến dưới của mình là sẽ có những cái sản phẩm rất là đặc biệt nha. Ngoài ra thì cứ trải nghiệm thôi. Những cái nhỏ xinh xinh vậy đó. Yeah, ok, let's go. Không phải là lăn tăn gì nữa. Thành công rồi các bạn ạ. Cô sẽ giúp cho mình cài cái thẻ này. Và bây giờ là thẻ thanh toán Visa cho nên là cũng rất là ổn nha. Bây giờ thì không phải chần chừ gì nữa. Xong. Ok. Ok. Không biết xong chưa nữa. Dạ xong chưa. Không lâu lắm. Ok. 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 Ok chưa? Xin À, không biết bà nói gì. À rồi, trừ tiền rồi. Thấy trừ tiền rồi. Rồi, bây giờ thôi kệ. Coi nói gì nói. Mình đã mua hàng. Và mình đã trừ tiền. Để coi lại. Nãy cả lỗi mà vẫn trừ tiền. Nhưng mà không biết là coi lại coi như thế nào. Ráng coi thử coi ổn không. Rồi để trừ tiền coi sao nhé. Hy vọng ông bà đổ cái về có sản phẩm em quay xài. Không là chết em. Ui dồi ôi, mừng quá các bạn ơi. Trời ơi, nó trừ tới 2 lần tiền, không biết nó trừ không. Bây giờ ký thẻ đúng không? Okay. Oh, okay. You. Thank you. For me. Yeah. So you use Facebook? Facebook. Yeah. Hi. Facebook. Ở đây thì người ta sẽ cho uống double x miễn phí và có nước thì bây giờ mình sẽ uống thử double x. Yeah. Yeah. Okay. 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 Thank you so much. Okay. No. Okay. Okay. Yeah. Bye bye. Bye.
vời quá, là tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá, yeah. Bây giờ đoàn đã dừng lại ở một cái địa điểm để đi Osaka để ăn quả lẩu nướng BBQ. Vừa ăn uống xong, đây là hành trình đi chọn đồ tới khách sạn mới. Quá vất vả, đồ rất là nặng và rất là nhiều khi mà mua đồ tặng cho tất cả mọi người ở Việt Nam. Nhưng mà thôi, cứ happy vì những gì đang làm. Và đây là thành viên đang rất là than phiền rất là nhiều về vấn đề phòng đúng không? Bây giờ anh có ý kiến gì nữa không? Vô phòng không? Vô! Có mấy cái phòng, phòng cái này này, thêm phòng này. Phòng nâng cấp. Có nữa hả? Có, nâng cao. Là trăm tiếng ồn hả? Riêng tao trăm tiếng ồn hả? Không, không, không. Ở với Đạt, anh Đạt, nhưng mà anh Đạt đang đi đâu rồi? Anh trong phòng hơi nhỏ bây giờ, chuẩn bị bay đồ ra để bung lụa này. Bung ra mọi người ơi, bung ra là cái phòng này chỉ đủ để đồ thôi. Thật còn chúng tôi là sẽ ngủ trong toilet nha mọi người. Thật sự, thật sự, toilet còn rộng hơn cái phòng luôn. Là lấy trọng hơn cái phòng nha mọi người. Đây là tụi tôi ngủ trong đây nha mọi người. Đó là bây giờ. Ok. Thôi cũng hơi vất vả mọi người đang như kiểu vô gia cư rồi đó. Ai, mình vừa mới thay cỏ bộ đồ cho nó mát và đồ khá là nhiều. Và không phải chỉ mình Harley. Và bây giờ thì mọi người nhìn nhà đây. Đây là khu mua sắm của gia đình. Không ai khác đó chính là chị Trang. Dạ, ôi. Chị đang sale đúng không? Sale 50% thì sale chị luôn nè. Mua chị đi. Wow, đồ quá trời luôn. Dạ, không ngờ. Bước trước bước này chị con không ngờ trước. Đi trước.